Quỳnh và các con thân mến, cô rất vui được gặp lại các con trong hoạt động âm nhạc ngày hôm nay. Và hôm nay cô sẽ dạy chúng mình bài hát Bạn ơi có biết của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến. Bây giờ cô mời chúng mình cùng lắng nghe bài hát với cô nào. Trong đó có phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường hàng không và phương tiện giao thông đường thủy nữa đấy. Bây giờ cô mời các con hát cùng cô bài hát này nhé. Bạn ơi có biết không, những phương tiện giao thông ô tô và xe máy bon bon trên đường hồ.
bầu trời anh phi công ơi. Chơi như sau. Các con hãy lắng nghe một đoạn nhạc và đoán xem tên của bài hát trong đoạn nhạc đó là gì theo sự gợi ý của cô. Thời gian suy nghĩ trong vòng 5 giây. Sau đó các con hãy cùng so sánh với kết quả của cô nhé. Nào, chúng mình cùng bắt đầu. Giai điệu vừa rồi là giai điệu của bài hát nào? 1. Em đi qua ngã tư đường phố. 2. Đội kèn tí hon. 3. Lớn lên cháu lái máy cày. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết giờ rồi, cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Đáp án đúng đó là bài hát Em đi qua ngã tư đường phố. Xin mời các con cùng lắng nghe giai điệu tiếp theo. Thử xem giai điệu vừa rồi là giai điệu của bài hát gì? 1. Cháu yêu cô chú công nhân. 2. Bác đưa thư vô tính. 3. Em đi chơi thuyền. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ, nào chúng mình hãy cùng so sánh kết quả của cô nhé. Đáp án đúng đó là bài hát Em đi chơi thuyền. Mời giai điệu tiếp theo nào. Giai điệu vừa rồi là giai điệu của bài hát gì? 1.
Em tập lái ô tô. 2. Anh phi công ơi. 3. Cháu thương chú bộ đội. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đã hết giờ rồi, chúng mình cùng kiểm tra kết quả nào. Đáp án đúng đó là bài hát Anh phi công ơi. Giờ học của cô con mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con vào những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.